Thưa quý vị, thực hiện đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ, đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 và xác định công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là nhiệm vụ quan trọng thời gian qua. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cho cha mẹ chăm sóc, bảo vệ trẻ em, góp phần cùng chính quyền, các ban ngành đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố các cấp, hội cơ sở cũng đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng nhiều mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và nhu cầu của từng nhóm đối tượng, gắn với truyền thông tại các trường học, cung cấp kiến thức và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và tự bảo vệ bản thân cho các em học sinh, xây dựng các mô hình hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ em như câu lạc bộ cha mẹ tích cực nuôi dạy con tốt, nạp giới tiên phong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em, mô hình hỗ trợ đưa đón trẻ, nhóm bà chăm cháu khỏe. Các mô hình câu lạc bộ này hoạt động hết sức hiệu quả, được cán bộ hội viên tích cực tham gia hưởng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cũng đã triển khai tích cực tham gia góp ý vào các văn bản, các cái hệ thống chính sách pháp luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em để kiến nghị về những cái cơ chế, những cái giải pháp, những cái chính sách có những cái hỗ trợ cho trẻ em có điều kiện để phát triển toàn diện hơn. Giai đoạn 2017-2022, tính riêng đối với nội dung giáo dục cha mẹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em của đề án 938, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tổ chức gần 12.000 cuộc truyền thông, hơn 11.000 hội thi, meeting, tọa đàm với sự tham gia của hàng chục ngàn gia đình, gần 12.000 bản in sách được phát hành, 1.119 nhóm trẻ độc lập tư thục được hỗ trợ kiện toàn, 10.775 trẻ mồ côi được hỗ trợ thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu. Hội phụ nữ cũng tham gia tích cực. Và trong thời gian tới thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng sẽ phối hợp với Hội Phụ nữ là cái việc thực hiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan đến vấn đề về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ để có các cái kiến nghị đề xuất kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc mà triển khai các hoạt động này. Giáo dục cha mẹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em là một trong ba nhóm nội dung chính của đề án 938. Vì vậy, cần phải có sự đầu tư thích đáng phát huy hơn nữa sức mạnh đồng bộ của toàn xã hội và vai trò của mỗi gia đình trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, mầm non tương lai của đất nước.